hạn chế nhà cao tầng sẽ là giải pháp của Bộ Xây dựng nhằm giảm vấn đề ùn tắc giao thông tại các đô thị hiện nay, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những nội dung tại buổi họp báo vừa được Bộ Xây dựng tổ chức bàn về một số vấn đề nóng của ngành. Chỉ tính riêng tại Hà Nội có 35 điểm đen về ùn tắc giao thông. Một trong những tác nhân là do mật độ dân cư tại một số khu đô thị quá cao bởi nhà cao tầng mọc lên. Do đó, theo Bộ Xây dựng, để góp phần giảm ùn tắc giao thông, theo chủ trương của chính phủ thì Bộ sẽ hạn chế gia tăng các khu đô thị và đặc biệt là nhà cao tầng. Thì nó có nhiều giải pháp. Thứ nhất là giải pháp phát triển các đô thị vệ tinh để hút dân số đưa ra ngoài, không tập trung. Thứ hai nữa là di rời các cái công trình công cộng như các cái trường học, bệnh viện để mà giảm thiểu cái việc tập trung dân số ở đối với những công trình này, đúng không ạ? Và cái thứ ba nữa là hạn chế cái việc là gia tăng các cái đô thị, đặc biệt là các cái chung cư cao tầng hàm ý là mật độ dân số cao trong một cái đô thị. Cung cấp tình hình về thị trường bất động sản, đại diện Cục Quản lý Nhà cho biết, thời gian qua thị trường có biến động lớn ở phân khúc đất nền tại một số tỉnh và ba đặc khu. Tuy nhiên, ngay lập tức, chính phủ đã có những chỉ đạo kịp thời. Đứng trước tình hình đó, thì Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản đề nghị các địa phương nắm bắt tình hình và báo cáo. Và Thủ tướng Chính phủ cũng đã có cái văn bản chỉ đạo về cái... Tại cái cuộc họp ban chỉ đạo mà xây dựng các đơn vị hành chính đặc biệt thì với cái văn bản số 178 của Văn phòng Chính phủ ngày 11 tháng 5 thì đã giao cho chính quyền ba cái địa phương này, đó là Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang, là phải có cái biện pháp kiên quyết và có hiệu lực để chấn chỉnh công tác đất đai, rừng, môi trường với xây dựng và ngăn chặn cái tình trạng mua bán đất đai xây dựng trái phép đang diễn ra phức tạp tại Phú Quốc, Bắc Vân Phong và Vân Đồn. Trả lời câu hỏi có hay không bong bóng bất động sản, đại diện Bộ Xây dựng cho rằng chưa thể khẳng định mà cần phải đánh giá toàn diện thị trường ở nhiều tiêu chí như giá cả, số lượng giao dịch. Hiện chính phủ giao cho Bộ Xây dựng phải có đánh giá báo cáo về thị trường cũng như đề xuất các giải pháp dự kiến trình chính phủ trong quý 2 2018.